Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop nhận 0.02 token TEF. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả của mình, mở cái địa chỉ ETH của mình ra nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ với Chuk Wallet, Mesa Wallet với địa chỉ EC20 các bạn. Thì mình có thông báo thì mình có chương trình airdrop này các bạn, 4 người nghe các bạn. Thằng chút xíu các bạn, đem lấy địa chỉ nha các mình các bạn. Phan các bạn, các bạn chờ mình chút xíu. Thông báo hoài. Rồi các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc sao chép địa chỉ nha các mình thôi các bạn. Rồi các bạn trở lại một cái link form các bạn. Cái link hồi nãy nha các bạn. Đây thì airdrop này chương trình nó sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020 nha các bạn. Nó sẽ phân phối token nha các bạn. Con chắc của nó nè các bạn. Rồi các bạn về việc khoan các bạn. Rồi các bạn về việc bắt cái địa chỉ ETH của mình vào chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit nè các bạn. Rồi, sau khi các bạn bấm submit rồi các bạn sẽ invest. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Đây đâu mình nhận 0.2 token đâu chỗ nào đâu ta. Rồi, chương trình token nó sẽ cập nhật và phân phối sau nha các bạn. Tổng giải thưởng airdrop được có 5.000 token TEF nè. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.